này thiện hiện nếu đại bồ tát quá như thật về quả dự lưu chẳng phải tương ưng chẳng phải chẳng tương ưng quá như thật về quả nhất lai bất hoàn a la hán chẳng tương ưng chẳng phải chẳng tương ưng thì đại bồ tát ấy thường cùng tương ưng với sáu phép ba la mật đa chẳng lìa bỏ nhau này thiện hiện nếu đại bồ tát quán như thật về quả vị độc giác chẳng tương ưng chẳng phải chẳng tương ưng thì đại bồ tát ấy thường cùng tương ưng với sáu phép ba la mật đa chẳng lìa bỏ nhau này thiện hiện nếu đại Bồ Tát quá như thật về tất cả hạnh đại Bồ Tát chẳng tương ưng chẳng phải chẳng tương ưng thì đại Bồ Tát ấy thường cùng tương ưng với sáu phép ba la mật đa chẳng lìa bỏ nhau này thiện hiện nếu đại Bồ Tát quá như thật về quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng tương ưng chẳng phải chẳng tương ưng thì đại Bồ Tát ấy thường cùng tương ưng với sáu phép ba la mật đa chẳng lìa bỏ nhau này thiện hiện nếu đại Bồ Tát luôn nghĩ thế này ta chẳng nên trụ sắc, cũng chẳng nên trụ thọ tưởng hành thức. Vì sao? Vì sắc chẳng phải năng trụ, chẳng phải sở trụ. Thọ tưởng hành thức cũng chẳng phải năng trụ, chẳng phải sở trụ. Thì này thiện hiện Đại Bồ Tát ấy, thường cùng tương ưng với sáu phép ba la mật đa chẳng lìa bỏ nhau này thiện hiện nếu đại bồ tát luôn nghĩ thế này ta chẳng nên trụ nhãn xứ cũng chẳng nên trụ nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ vì sao vì nhãn xứ chẳng phải năng trụ chẳng phải sở trụ nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng chẳng phải năng trụ chẳng phải sở trụ thì này thiện hiện đại bồ tát ấy thường cùng tương ưng với sáu phép ba la mật đa chẳng bìa bỏ nhau này thiện hiện nếu đại bồ tát luôn nghĩ thế này ta chẳng nên trụ sắc xứ cũng chẳng nên trụ thanh hương vị xúc pháp xứ vì sao vì sắc xứ chẳng phải năng trụ chẳng phải sở trụ thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng phải năng trụ chẳng phải sở trụ thì này thiện hiện đại bồ tát ấy thường cùng tương ưng với sáu phép ba la mật đa chẳng lìa bỏ nhau hết quyển thứ ba trăm năm năm